Một cơ thể tự hồi phục khi bị thương, móng vuốt sắc nhọn không gì sánh nổi cộng thêm. Anh ta chính là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất trong vũ trụ Marvel, người sói Logan. Tuy mỗi lần người sói xuất hiện đều vô cùng cuồng ngầu nhưng ít ai biết được quá trình trở thành người sói của anh ta vô cùng đau đớn. Hồi nhỏ Logan đã tận mắt chứng kiến cha mình bị người khác giết hại. Nỗi hận kẻ thù giết cha đã đánh thức siêu năng lực của cậu. Hai tay mọc 6 móng vuốt vô cùng sắc nhọn, đây là lần đầu tiên người sói thức tỉnh. Logan tức giận lập tức giết chết kẻ thù giết cha. Ai ngờ người kia lại nói với Logan rằng anh ta mới là cha đẻ của cậu. Không thể chấp nhận được sự thật này, Logan đau đớn chạy ra khỏi nhà. Lúc này anh trai Victor đuổi theo nói với em trai rằng cậu ta sớm đã chán ghét cuộc sống nơi này, liền dẫn theo em trai cao chạy xa bay. Trong thời gian đó, hai anh em cùng tham gia Thế chiến 1 và Thế chiến 2. Dựa vào khả năng tự hồi phục của mình, hai người tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Nhưng thời gian dần trôi đi, Logan phát hiện thủ đoạn của Victor ngày càng tàn bạo. Không những nghiện giết người, thậm chí còn ra tay với cả phụ nữ. Tuy Logan rất phản cảm với cách làm của anh trai nhưng thân là em trai, Logan vẫn lựa chọn đứng về phía anh trai. Bởi vì cùng sở hữu khả năng tự hồi phục, đạn bình thường không thể làm hại được họ. Bất đắc dĩ, quân đội đành giam hai người vào nhà lao. Lúc này thiếu tá William đến mời họ tham gia vào đội đặc chiến của mình. Thấy tự do đã dâng đến tận mặt, hai người không hề do dự lập tức đồng ý. Thế nhưng những thành viên trong đội này đều có khả năng đặc biệt. Nhiệm vụ lần này của họ là tấn công vào tòa nhà trước mặt tiêu diệt băng nhóm buôn lậu đang ở trong. Người đầu tiên ra tay chính là thiện xạ Zero. Chỉ thấy anh ta nhanh chóng rút ra hai khẩu súng, tiêu diệt lính canh ở hai bên. Tiếp theo tháo băng đạn ra, ném súng lên không trung, nạp đạn trong tích tắc. Bay lên cao, vượt qua lan can, khoảnh khắc tiếp đất, toàn bộ lính canh bị hạ gục. Một tên lính hoảng sợ chui vào trong xe tăng nhưng nắm đấm của Wilson không cho anh ta cơ hội trở tay. Giải quyết xong lính canh bên ngoài, cả nhóm đi thang máy lên tầng trên đỉnh. Tuy đàn em trong phòng đã lăm lăm súng chĩa vào thang máy nhưng vào khoảnh khắc cửa mở ra vẫn bị Deadpool chặn sạch. Sau khi xong chuyện, Logan mới biết hóa ra mục đích của William là để lấy được một viên đá. Điều này khiến Logan khá bất mãn. Dưới sự bức ép của William, tên đại ca khai ra xuất xứ của viên đá. Sau đó cả nhóm đến một ngôi làng, bắt hết toàn bộ người dân đến và uy hiếp trưởng thôn giao nộp số đá còn lại. Ai ngờ trưởng thôn không chịu, William thấy vậy liền lạnh lùng ra lệnh cho thành viên trong đội đổ sát cả thôn. Chính vào lúc này, Logan xông lên chặn Victor lại. Mục đích ban đầu họ gia nhập đội không phải là giết người vô tội. Để giữ giới hạn cuối cùng của mình, trong lúc tức giận Logan ném lại biển tên rời khỏi đội, từ đó Logan và anh trai đường ai nấy đi. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, Logan trở thành một thợ mộc. Mỗi tháng có thu nhập ổn định, thậm chí còn có một cô bạn gái tên Kayla. Cuộc sống của họ vô cùng êm đềm và hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống yên ổn không được bao lâu đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của William. Ông ta nói với Logan các thành viên trong đội lần lượt bị sát hại, tiếp theo có thể đến lượt tôi và anh đấy. Logan nghe xong không hề hoảng sợ, liên quan quái gì đến tôi có thể tự bảo vệ mình, ông tự lo cho mình đi. Nhưng hôm sau trong lúc làm việc, anh ta đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhìn đầu sói bị chặt bất an trào lên. Lần theo dấu vết, Logan tìm được thi thể của bạn gái Kayla trong một bãi cỏ. Nhìn cô gái mình yêu bị chết thảm, Logan không khỏi đau đớn. Dựa vào vết cào trên xe, Logan đoán định hung thủ chính là Victor. Tối đó, Logan tìm được Victor trong quán bar, chất vấn anh ta tại sao lại giết bạn gái mình. Mà Victor lại nhả ra một câu, làm sao để tao có thể gây sự chú ý của mày. Thật là một lý do điên rồi, Logan nghe xong lao đến đánh nhau với Victor. Có thể là vì đã lâu không chiến đấu, công lực của Logan không như trước đây, bị Victor đánh cho không kịp trở tay. Cuối cùng còn bị giẫm gãy vuốt sói, rất nhanh Logan hôn mê được đưa đến bệnh viện nhưng lúc này vết thương trên người đã tự lành. Lúc này William đến nơi, Logan phẫn nộ chất vấn ông ta. 6 năm, tôi ở đây, không ai biết và anh tới làm lộ. Lúc này Logan chỉ muốn báo thù cho bạn gái nhưng William lại nói với anh ta. Tôi có thể cung cấp cho anh phương tiện để giết hắn. Để tiêu diệt Victor, Logan đành phải tin ông ta lần nữa. Bạn có biết cơ thể không gì đánh bại nổi của người sói đến từ đâu không? Trước tiên bị buộc chặt chân tay, ngâm trong nước lạnh, hàng chục cây kim nóng đỏ đâm thẳng vào xương sống anh ta. Sau đó một hợp chất là Azam Antium được tiêm vào cơ thể. Trong tình trạng không có thuốc tê, thử hỏi ai có thể chịu đựng được đau đớn như vậy. Nhưng dựa vào ý chí kiên cường của mình, Logan đã vượt qua được. Ai ngờ William lại hạ lệnh xóa toàn bộ ký ức của Logan để anh ta biến thành một cỗ máy giết người. Không ngờ những lời này đã lọt vào tai Logan. Lúc này Logan đã sở hữu cơ thể không gì có thể đánh bại, cộng thêm bộ móng vuốt sắc nhọn, rất nhanh đã tiêu diệt toàn bộ lính canh. Sau đó rạch thủng cửa sắt, trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Logan trần như nhộng trốn vào nhà kho của một trang trại. Thấy Logan không có ác ý, hai vợ chồng chủ nông trại tốt bụng cưu mang anh ta, Logan cũng vô cùng cảm kích vợ chồng họ. Nhưng anh ta không ngờ rằng bản thân lại rước đến họa sát thân cho hai ân nhân cứu mạng, William phái Zero đến truy sát Logan. Trực thăng bắn hai mũi tên lửa vào căn nhà, vào khoảnh khắc phát nổ, Logan cưỡi xe mô tô xông ra khỏi biển lửa. Khó khăn lắm mới né được đạn của trực thăng, xe bọc thép phía sau lại đuổi theo áp sát. Cộng thêm một chiếc trực thăng nữa chặn ngay trước mặt, Logan không còn đường bỏ trốn đành dùng móng vuốt làm phanh quay xe bắt đầu chiến đấu trực diện. Leo lên xe bọc thép phía sau, Logan vừa định phản công đã thấy một mũi tên lửa bay đến trước mặt.
Mượn lực của cú nổ, Logan bay lên giơ vuốt cắt đứt cánh quạt của trực thăng lập tức rơi xuống đất. Lần này Logan không còn nương tay nữa, anh ta đốt cháy xăng ở dưới đất tiễn Zero đi gặp Diêm Vương. Xong việc, Logan tìm đến đồng đội trước đây của mình, Red, cùng ở đây còn có Đúc. Lúc này Đúc đã trở thành một tên mập béo lùn với trọng lượng lên đến 200kg. Logan vốn định hỏi anh ta về tung tích của Victor, không ngờ lại lỡ mồm vô tình chọc giận anh ta. Bất đắc dĩ, Logan đành phải tiếp chiêu của Đúc. Tuy Đúc mình đồng da sắt, sức mạnh kinh người, nhưng bộ xương cứng như sắt của Logan cũng không phải để trưng. Cuối cùng Logan thuận lợi thắng trận đấu, nhưng Đúc lại nói với anh ta William và Victor là cùng một phe. Những năm nay, Victor vẫn luôn đi theo William bắt dị nhân khắp nơi. Thế nhưng mục đích cụ thể là gì không ai biết, chỉ biết rằng họ đang ẩn thân trên một hòn đảo bí mật. Để báo thù cho bạn gái, dưới sự giúp đỡ của Red, Logan đã tìm được dị nhân duy nhất trốn thoát khỏi hòn đảo, bậc thầy chơi bài Gambit. Nhưng chưa nói được mấy câu, Gambit đã để ý sợi dây chuyền của Logan. Và còn nhiều cái giống như thế nữa, không đợi Logan giải thích, Gambit đã dùng một lá bài tấn công anh ta. Logan bị đánh bay vừa hay nhìn thấy Victor, nhưng lúc này Red đã bị giết chết. Người sói sau khi được cải tạo sở hữu sức mạnh không ai có thể địch nổi. Chỉ một cú cào, anh trai ruột Victor cũng không thể làm gì được. Nhưng vào lúc anh ta định ra tay báo thù cho bạn gái, Gambit từ đâu bay xuống, chơi bài đánh lén. Victor thấy vậy nhân cơ hội bỏ chạy, Logan vốn định đuổi theo lại bị Gambit dùng gậy đánh ngã. Logan nổi giận vùng dậy chặt đứt gậy của Gambit. Thấy không đánh lại, Gambit leo lên cầu thang chuẩn bị rời đi. Nhưng muốn trốn thoát khỏi móng vuốt của người sói đâu dễ dàng như thế. Sau khi biết được mục đích của Logan, cuối cùng Gambit cũng đồng ý đưa anh ta lên đảo. Rất nhanh hai người lái trực thăng đến nơi, nhưng sau khi nhìn thấy Logan, William lại vô cùng bình tĩnh. Lúc này, Kayla, người bạn gái đã chết của Logan lại xuất hiện ngay trước mặt. Hóa ra mọi chuyện đều là cái bẫy của William. Ông ta cố ý sắp xếp dị nhân Kayla ở bên cạnh Logan. Đợi hai người có tình cảm với nhau liền ngụy tạo cái chết giả cho Kayla, dụ Logan lên đảo. Mục đích là lợi dụng gen của anh ta để chế tạo một loại vũ khí vô địch mang tên 11. Bạn gái yêu 6 năm lại là một đặc vụ, tam quan của Logan hoàn toàn sụp đổ. Anh ta phẫn nộ rời khỏi phòng thí nghiệm mà không biết Kayla cũng có nỗi khổ khó nói. Thế nhưng lúc này William hiển nhiên muốn lật mặt, Kayla không chịu được nữa lao đến trước mặt ông ta. Logan vừa đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn gái. Anh ta lập tức quay lại phòng thí nghiệm, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình giao chiến với Victor. Lúc này Victor không còn là đối thủ của Logan. Vào lúc Logan mất hết lý trí, Kayla đã đánh thức anh ta, dù sao cũng là anh trai ruột của mình. Logan đành thu lại móng vuốt của mình, tung một đấm khiến anh ta ngất xỉu. Sau đó Kayla nói với anh ta, sở dĩ cô ta làm như vậy là vì William đã bắt em gái của cô ta, còn nói rằng cô ta thật sự yêu Logan. Logan biết được sự thật lựa chọn tha thứ cho Kayla. Sau đó hai người xuống dưới hầm, thả hết các dị nhân đang bị nhốt ra. Ở bên này, William đã kích hoạt 11 để ngăn cản nhóm Logan rời đi. Logan thấy vậy giơ móng vuốt ra chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, không ngờ 11 cũng được tiêm Adamantium. Không chỉ có vậy, hắn còn sở hữu rất nhiều siêu năng lực, trong đó có cả khả năng tự hồi phục giống như Logan. Kỹ năng chiến đấu cũng cao siêu hơn, Logan không hề động được vào một sợi tóc của hắn. Hết cách anh ta đành leo lên ống khói, bụng nghĩ giờ xem mày làm được gì. Không ngờ 11 cũng có siêu năng lực của Red. Logan không khỏi bất lực, thế này thì đánh kiểu gì, biết vậy nhưng vẫn phải cắn răng chiến đấu với 11. Nhưng sau một hồi giao chiến, Logan vẫn không thể tiếp được chiêu nào của đối phương, bị ấn chặt xuống đất. Vào lúc đối phương rút móng vuốt ra chuẩn bị chặt đầu Logan, Victor xông lên đẩy hắn ra và túm được Logan đang chuẩn bị rơi xuống. 6 năm trôi qua, hai anh em lần nữa kề vai chiến đấu, nhưng siêu năng lực dịch chuyển của 11 khiến hai anh em chóng mặt, nhức cái đầu. Không chỉ có vậy, 11 còn sở hữu con mắt laser, hắn dịch chuyển đến trước mặt tấn công Victor. Vào lúc nguy cấp, Logan nhảy lên từ sau lưng, chặt đứt não của hắn. Sau khi tiêu diệt 11, Logan tìm được Kayla đang bị thương ở chỗ đổ nát. Nhưng vào lúc hai người chuẩn bị rời đi, William đã bắn thẳng viên đạn bằng Adamantium vào lưng anh ta. Lửa giận của Logan lần nữa bị châm ngòi, anh ta phẫn nộ nhào về phía William, không ngờ lại bị đạn Adamantium bắn trúng đầu. Để đảm bảo chết hẳn, William còn tiến đến bồi thêm nhát nữa. Tiếp theo ông ta chĩa súng vào Kayla. Vào lúc nguy cấp, Kayla dùng siêu năng lực điều khiển suy nghĩ của William, bắt ông ta đi cho đến chết không được dừng lại. Không lâu sau, Logan tỉnh lại nhưng lúc này anh ta đã mất trí nhớ hoàn toàn. Nhìn thi thể của bạn gái mà không thể nào nhớ ra được cô ta rốt cuộc là ai. Cuối cùng một mình rời khỏi hòn đảo. Cùng lúc đó, những dị nhân thoát ra ngoài gặp được một người đàn ông đầu trọc. Ông ta dẫn mọi người lên trực thăng rời khỏi đây. Rất khó có thể tin được người sói từng uy phong lừng lẫy giờ lại biến thành một ông chú vô gia cư tóc tai bù xù. Đói thì ăn động vật sống, mệt thì ngủ ngay ngoài rừng. Tuy cuộc sống khá là nhạt nhẽo ảm đạm nhưng may thay còn có chiếc đài duy nhất bầu bạn với anh ta. Hay lắm, giờ thì anh ta không còn gì nữa rồi. Nhưng hôm đó, một người phụ nữ Nhật Bản đột nhiên tìm đến anh ta.
Yukio nói với Logan rằng cô ta nhận lệnh của chủ nhân Iashida đến tìm anh ta. Nhìn thanh kiếm ở ghế sau, một vài ký ức gợi lại trong đầu Logan. Hóa ra trong Thế chiến thứ hai, lúc đó Nhật Bản đã thua trận, Iashida thân là một sĩ quan đang chuẩn bị cùng tự kết liễu đời mình với mấy người lính còn sót lại. Nhưng vừa rút dao găm ra, anh ta đã thấy quân Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống. Và lúc anh ta chuẩn bị ra tay, Logan xuất hiện kịp thời ngăn cản. Hai người bị khói bụi cuốn đi và chui được vào trong một hố bom. Logan dùng nắp đậy Iashida lại, còn bản thân thì mặc kệ cho lửa nóng thiêu đốt. Sau khi lửa đã tắt, Iashida may mắn sống sót, còn Logan rất nhanh đã hồi phục nhờ khả năng tự chữa lành thần kỳ của mình. Nhiều năm sau, Iashida trở thành tài phiệt lớn nhất Nhật Bản. Nhưng giờ đây, ông ta lại mắc bệnh nặng. Yukio nói với Logan Iashida muốn gặp anh ta lần cuối trước khi chết. Thấy đã nói đến nước này rồi, Logan cũng không tiện từ chối đành đi theo Yukio đến Nhật Bản. Không ngờ vừa đến nơi, Iashida đã tiếp đón Logan bằng nghi thức trang trọng nhất của người Nhật. Sau một hồi sửa soạn, Logan đã lấy lại được nhan sắc của trước đây. Cuối cùng thì anh ta cũng gặp lại người bạn sĩ quan trước đây. Bác sĩ Green ở bên cạnh nói với anh ta, hai người chỉ được nói 5 phút. Nhưng những lời tiếp theo của Iashida khiến Logan không khỏi nổi điên. Ông ta cho rằng Logan đã sống mấy trăm năm, sớm đã chịu đựng đủ khổ cực nhân gian. Để báo đáp ơn cứu mạng của Logan, ông ta quyết định chuyển gen tự hồi phục của Logan lên người mình thay thế anh ta chịu đựng nỗi khổ của sự bất tử. Đúng là người đâu mà khôn thế này ở quê tôi xích đẩy ông ơi. Logan nghe xong không khỏi nổi điên, rồi quay người rời đi. Thấy vậy, Iashida vội vàng sửa lại lời nói. Ông ta nói đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô cháu gái Mariko. Sợ sau khi chết đi, sẽ có người ra tay với cháu gái nên cầu xin Logan bảo vệ cô ta. Sau đó Iashida gọi con trai Shinren đến căn dặn một hồi, còn nói rằng sẽ không để cho hắn ta một đồng tài sản nào. Đến tối, Logan đang ngủ say đột nhiên bị bác sĩ Green in ban sáng cưỡng hôn, miệng còn bốc khói xanh. Anh ta cảm thấy cơ thể khó chịu, khi đuổi ra đến cửa mới phát hiện Iashida đã chết. Hôm sau trong tang lễ, Logan nhạy bén phát hiện trên tay của sư thầy có hình xăm, sau lưng chắc chắn đang che giấu gì đó. Anh ta xông qua dòng người túm lấy tay Mariko, ai ngờ đối phương lại tức giận giật ra. Thấy Logan sinh nghi, người kia cũng không thèm che giấu thân phận nữa. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này Logan mới nhận ra khả năng tự hồi phục của mình đã biến mất một cách kỳ lạ. Nhìn Mariko bị đối phương dẫn đi, Logan chật vật giơ móng vuốt ra chiến đấu ác liệt với băng đảng kia. Do vết thương trên người quá nặng, sức chiến đấu của Logan bị giảm xuống, rất nhanh đã bị bao vây. Lúc này một mũi tên lao vút đến, là Harada, bạn trai của Mariko đã kịp thời đến cứu Logan. Logan thoát khỏi đám người, dẫn theo Mariko nhảy lên một chiếc xe bỏ trốn, sau lưng đám hắc bang vẫn bám theo không buông. Sau khi yên ổn, anh ta cảm thấy cơ thể đau đớn không khỏi thắc mắc. Từ sau đêm đó bị bác sĩ kia cưỡng hôn, khả năng tự chữa lành của Logan biến mất một cách kỳ lạ. Anh ta cởi áo ra, cảm nhận nỗi đau trước nay chưa từng có, rút giấy ra cẩn thận lau vết thương. Ra khỏi nhà vệ sinh, một đám côn đồ đeo kính râm hầm hầm xông đến. Thấy đối phương không có thiện ý, Logan bật móng vuốt ra tấn công trước. Sau một hồi giao đấu, Logan và một tên văng ra khỏi tàu. Và lúc sắp tông vào chướng ngại vật, anh ta quay người, hai người lăn lên nóc tàu. Khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sát thủ cúi đầu, Logan cũng cúi đầu theo, Logan nhảy lên, sát thủ cũng nhảy lên. Sau khi đổi vị trí, một cú dọa thành công ném được đối phương xuống tàu, giải quyết xong sát thủ. Logan tiếp tục dẫn Mariko lên đường bỏ trốn. Hai người vào đại một nhà nghỉ tình nhân bên đường, dự định nghỉ ngơi một tối. Nhưng đến tối, đám sát thủ lại lần nữa đuổi đến. Logan bị đẩy xuống dưới, hai tên sát thủ đã trực sẵn dùng súng điện điên cuồng giày vò anh ta. Tiếp đó rút súng ra dự định kết liễu người sói. Nhưng lúc này, Mariko ném một chiếc phi tiêu hạ gục một trong hai tên. Logan nhân cơ hội dí điện xử lý tên còn lại. Giải quyết xong hết đám sát thủ, Logan với vết thương nặng hôn mê tại chỗ. Khi anh ta tỉnh dậy phát hiện đạn trong người đã bị lấy ra. Hóa ra là Mariko đã nhờ người bạn làm bác sĩ thú y của mình giúp Logan xử lý vết thương. Sau đó Mariko dẫn Logan trốn về căn nhà ở dưới quê, yên tâm dưỡng thương. Trong thời gian rảnh rỗi, Logan sẽ cố gắng hết sức làm việc thể lực giúp người dân ở đây. Thấy Logan mệt mỏi, Mariko cũng chăm sóc rất kịp thời. Dần dần, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng vào một đêm trời mưa, cặp đôi đói khát, à nhầm, cô nam quả nữ đã nếm thử trái cấm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Logan nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài. Khi anh ta đuổi ra đến nơi phát hiện Mariko lại lần nữa bị sát thủ bắt đi. Logan điên cuồng đuổi theo sau, không ngờ lại bị trúng thêm một nhát vào chân. Tuy tóm được một tên sát thủ nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt đứng nhìn Mariko bị bắt đi. Sau đó Logan phẫn nộ bức hỏi sát thủ lại biết được boss đứng sau chính là Shinren, bố của Mariko. Logan không ngờ được rằng tên cầm thú này không màng giết hại cả con gái để được thừa kế sản nghiệp.
Nhưng lúc này Shinren vẫn không hề hay biết, trong màn đêm một nhóm người đã âm thầm lẻn vào nhà tiêu diệt toàn bộ vệ sĩ. Khi hắn phát hiện ra mới biết bản thân đã bị bao vây. Và người đến không ai khác chính là Harada, bạn gái của Mariko. Lúc này Green đột nhiên xuất hiện, hóa ra cô ta cũng là một dị nhân còn được gọi là rắn độc. Trông thế này có vẻ Shinren không sống được nữa rồi. Khi Logan và Yukio đến nơi chỉ thấy trong phòng la liệt thi thể. Dưới sàn còn để lại một lời nhắn, muốn cứu Mariko thì hãy đến viện nghiên cứu của Yashida. Trước khi rời đi, Logan dùng máy móc kiểm tra cơ thể của mình. Kiểm tra mới kinh ngạc phát hiện trong tim mình có một con robot hình nhện bám vào. Xem ra đây chính là món quà mà Green đã tặng cho Logan vào đêm đó. Để hồi phục khả năng tự chữa lành bản thân, Logan không hề nghĩ ngợi dùng móng vuốt sạch ngược ra. Anh ta muốn dùng tay móc con nhện trong tim mình ra. Nhưng lúc này Shinren nổi điên đột nhiên xông vào. Để tranh thủ thời gian cho Logan, Yukio điên cuồng ngăn cản, nhưng cỗ máy vẫn bị Shinren phá hỏng. Không còn hình ảnh, Logan chỉ dựa vào cảm giác nhưng may thay con nhện đã được móc ra. Vết thương của Logan cũng nhanh chóng hồi phục trong chớp mắt. Vào lúc Yukio gặp nguy hiểm, Logan phun máu đứng dậy, đừng có đánh bạn của tao. Tuy Shinren có kỹ thuật dùng kiếm hơn người nhưng khả năng tự hồi phục của Logan cũng không phải dạng vừa. Nhìn khả năng tự hồi phục kinh khủng này, Shinren há hốc mồm. Đến đây Logan cũng không thèm nương tay nữa, sống với điều đó đi. Giải quyết xong Shinren, Logan cầm theo địa chỉ chuẩn bị đi giải cứu Mariko. Ai ngờ đi được nửa đường lại bị Harada chặn lại. Hóa ra anh ta sớm đã câu kết với Green. Chỉ cần Green bảo vệ Mariko, anh ta sẽ giúp ả bắt sống Logan. Nhưng anh ta không hề biết khả năng hồi phục của Logan đã quay trở lại. Nhìn vết thương của Logan nhanh chóng lành lại, Harada không khỏi kinh hãi. Anh ta thay đổi chiến thuật, phái đội quân của mình giao chiến với Logan. Đối diện với một nhóm samurai được huấn luyện bài bản, Logan rơi vào thế hạ phong. Vào phút nguy cấp, Yukio lái xe dọn tuyết đến, không màng bố con thằng nào mở một con đường máu cho Logan. Sau khi quét sạch đám người, xe dọn tuyết cũng bốc khói. Logan bảo Yukio ra khỏi xe, bản thân ở lại cắt đuôi. Vốn tưởng rằng không còn chướng ngại nào nữa, không ngờ xạ thủ phía sau đuổi theo điên cuồng tấn công anh ta. Harada đã âm thầm tẩm độc vào đầu mũi tên. Cùng một mũi tên chuẩn xác bắn ra, cuối cùng Logan không gắng gượng được nữa. Logan tỉnh dậy phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, cả người bị khóa trên ghế. Nhìn sang bên cạnh, một người máy có tên Samurai bạc đang ngồi bất động ở đó. Chính vào lúc này, Green đột nhiên xuất hiện. À cố ý nói vài câu chọc giận Logan rồi nhân cơ hội khóa lại móng vuốt của anh ta. Lúc này Samurai bạc đột nhiên đứng dậy đến trước mặt Logan. Hắn rút thanh kiếm được làm từ ác ra định chặt đứt móng của Logan. Nhưng vào phút nguy cấp, Mariko đột nhiên xuất hiện. Sau khi thoát khỏi khống chế, Logan dẫn theo Mariko chuẩn bị rời đi. Lúc này Green đuổi theo nhưng bị một mũi tên của Harada bắn xuyên cơ thể. Thế nhưng cũng không hề hấn gì đến ả, chỉ cần lột một lớp da trên người, ả lại phun máu sống lại. Bên này Samurai bạc nhảy từ trên xuống chặn đường Logan, Logan nhào vào hắn, hai người cùng rơi xuống. Anh ta bảo Mariko chạy trước, bản thân ở lại kéo chân kẻ địch. Samurai bạc lại rút ra một thanh kiếm lửa từ sau. Móng vuốt của Logan lập tức bị chém đứt, Logan lao từ trên xuống dưới. Nhưng vừa đứng dậy lại bị Green nhổ một bãi nước bọt vào mặt. Nhân lúc Logan bị tạm thời mất thị lực, Samurai bạc nhảy xuống chém thêm một cú. Trong lúc cấp bách, Logan phá vỡ hộp điện bên cạnh, toàn bộ phòng thí nghiệm rơi vào bóng tối. Nhân cơ hội đó, Logan giật được thanh kiếm của đối phương, hai bên mỗi người một kiếm lao vào uyến nhau. Nhưng Logan không hiểu nổi tại sao kiếm của mình lại cùn thế, chém người ta không thành còn bị đạp văng. Vào lúc bên móng còn lại cũng sắp bị chặt, may có Harada bắn tên trúng đầu của hắn. Lúc này Logan vô tình kích hoạt được thanh kiếm lửa. Anh ta dùng hết sức mình chặt đứt đầu của Samurai bạc rồi ôm hắn cùng nhảy xuống dưới. Vào lúc Logan lùng cồm bò lên, đối phương đột nhiên sống dậy chặt đứt nốt bên móng cuối của Logan. Sau đó cố định hai tay của anh ta, đâm khoan vào xương. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến Logan gào lên như sói. Nhưng một giây sau anh ta như quên mất đau đớn, hóa ra Yashida mới là trùng cuối. Sở dĩ ông ta giả chết và phái người bắt cóc cháu gái là để lừa Logan đến đây, cướp gen tự hồi phục của anh ta. Không bao lâu sau, Logan như bị hút hết tinh lực, còn ông già Yashida lại nhanh chóng biến thành dung mạo lúc trẻ. Đúng lúc này, Mariko cầm theo móng vuốt của Logan đến sau lưng đâm một cú chí mạng vào người ông yêu quý của mình. Logan chật vật đứng dậy, rút bộ giáp trước ngực ra rồi dùng xương móng tiễn người bạn cũ đi gặp Diêm Vương. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Mariko thừa kế sản nghiệp của nhà, trở thành tài phiệt lớn nhất Nhật Bản. Còn Logan được Yukio dẫn lên máy bay rời khỏi nơi này. Một thời gian sau, anh ta trở thành một tài xế lái xe taxi. Hôm đó, Logan mệt mỏi vốn định nằm trong xe nghỉ ngơi một tối. Ai ngờ mấy tên côn đồ đến tháo luôn lốp xe của anh ta. Logan bước ra tốt bụng khuyên nhủ, nhưng đối phương không nói không rằng nổ súng bắn ngã anh ta. Mà không hề biết hành động này đã chọc giận người sói huyền thoại.
Chỉ trong chớp mắt, đám côn đồ lần lượt đi gặp Diêm Vương. Sau khi giải quyết xong rắc rối, Logan không hề do dự tiếp tục lái xe đi đón khách. Sở dĩ anh ta phải bôn ba như vậy là để chăm sóc giáo sư X, ân nhân của mình. Lúc này giáo sư X đã mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Không những vậy, ông ta còn thường xuyên co giật thần giao cách cảm hủy diệt. Vậy nên Logan phải dùng thuốc an thần để kiểm soát căn bệnh của giáo sư X. Thế nhưng đáng sợ hơn là một năm trước, đột nhiên ông ta phát bệnh trong trường học khiến 7 X-Men chết và hơn 600 người dân vô tội bị thương. Chuyện này đã khiến ông ta trở thành tội phạm truy nã quốc gia. Đến nay đã là 25 năm không có thế hệ dị nhân mới được sinh ra. Những dị nhân trước đây đều chết dần chết mòn hết. Còn Logan và giáo sư cũng chỉ biết chật vật sống qua ngày. Hôm đó Caliban, người phụ trách chăm sóc giáo sư, phát hiện một viên đạn Azam Antium trong túi của Logan. Tuy Logan không muốn thừa nhận nhưng Caliban biết viên đạn này dùng để tự sát. Logan không muốn giải thích thêm, liền ra ngoài tiếp tục làm việc, rất nhanh đã có người đặt xe anh ta. Sau khi đi theo bản đồ đến nơi, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Cô ta biết tất cả thông tin về Logan và lấy ra 20.000 đô muốn Logan đưa cô ta và con gái đến biên giới Mỹ-Canada. Tuy Logan biết trong chuyện này có ẩn tình gì đó nhưng giờ đang là lúc cần dùng tiền, bất đắc dĩ đành phải đồng ý với Gabriella. Ai ngờ hôm sau đến nơi, Logan phát hiện Gabriella đã bị giết chết trong nhà, không thấy bóng dáng cô con gái đâu. Logan sợ gặp phiền phức liền vội vàng chạy về nhà chuẩn bị đưa giáo sư đi. Nhưng lúc này Caliban phát hiện một chiếc cặp sách và một quả cầu. Vào lúc hai người còn đang thắc mắc, Donald Pierce, giám đốc an ninh Cyborg của Chensigan xuất hiện. Donald mong rằng Logan hãy giao nộp Laura ra, nhưng đột nhiên Donald bị bắn ngất tại chỗ. Lúc này Logan mới nhìn rõ người ra tay chính là Laura, cô bé đã lén bám theo anh ta. Sau đó giáo sư đưa Laura vào nhà, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho cô. Còn Caliban ném xác của Donald ra nơi đồng không mong quạnh theo lời dặn của giáo sư. Ai ngờ vào lúc Caliban chuẩn bị rời đi, Donald đã tỉnh lại, nhìn đoàn xe ầm ầm kéo đến. Logan nhận ra chuyện chẳng lành liền dẫn theo giáo sư lên xe bỏ chạy. Nhưng còn chưa ra đến cửa đã bị hai xe chặn cả trước lẫn sau. Logan vốn định dùng sức mạnh của mình phá vòng vây nhưng lính đánh thuê quá đông, rất nhanh anh ta đã bị chế ngự. Nhìn kẻ địch đang từ từ kéo đến qua màn hình giám sát, Laura ở trong phòng vẫn bình tĩnh ăn cơm. Khi lính đánh thuê đến gần, Laura chỉ liếc hắn một cái, một giây sau tiếng thét đau đớn vọng ra bên ngoài. Chưa bao lâu, Laura với bàn tay nhuốm đầy máu đứng trước mặt mọi người. Laura chỉ tháo ba lô xuống, đám lính đánh thuê đầy đủ vũ khí này đã sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Khi Logan còn không hiểu chuyện gì, bàn tay cô bé đã thò ra một bộ móng vuốt sắc nhọn. Sau một hồi giao chiến, Laura dựa vào sức chiến đấu kinh người liên tiếp hạ gục vô số kẻ địch. Nhưng khi chạy đến chỗ rẽ, Laura nhỏ bé vẫn bị lính đánh thuê chế ngự. Lúc này Logan xông đến giải vây giúp cô, ai ngờ gót chân của Laura cũng mọc ra móng vuốt. Thấy Laura đã thoát khỏi kẻ địch, Logan quay người chạy vào trong xe xông lên. Khi xe đến gần, Laura nhảy lên đầu xe, rồi chui vào trong xe thông qua cửa sổ trời. Sau đó Logan điên cuồng tăng tốc, lính đánh thuê đuổi sát theo sau. Khi xe đi đến đường tàu, Logan đã thể hiện một màn giống như trong Nhanh và Nguy hiểm, cắt đuôi được kẻ địch. Đến nơi an toàn, cuối cùng Logan cũng biết được sự thật qua điện thoại Gabriella để lại. Hóa ra viện nghiên cứu mà Gabriella đang làm việc đang dùng gen của dị nhân để biến bọn trẻ thành dị nhân thế hệ mới. Và gen của Laura được lấy từ người của Logan, cũng có thể nói Laura chính là con của Logan. Còn Gabriella từng là y tá của viện nghiên cứu, vì không nỡ lòng làm hại bọn trẻ, cô đã giúp họ thoát ra ngoài nên mới bị truy sát và chết thảm. Không lâu trước đây, Gabriella từng đưa cho Logan một tọa độ có tên Eden, hy vọng anh ta có thể đưa Laura đến đó. Nhưng rất nhanh Logan phát hiện ra, Eden xuất hiện trong truyện tranh X-Men của Laura và nói với cô rằng đó là hư cấu. Khi Logan đổi xe mới quay về dự định báo chuyện này với giáo sư thì phát hiện rất nhiều lính đánh thuê đã bao vây cả khách sạn. Anh ta vốn định lén lút trà trộn vào nhưng chưa đi được mấy bước, một luồng tấn công sóng não cực mạnh ngập tràn trong cả khách sạn. Tất cả mọi người đều bị tê liệt, không thể cử động. Logan cắm móng vuốt vào tường, chật vật di chuyển đến trước cửa phòng, đâm móng vào đầu hạ gục một tên cảnh vệ. Sau đó liên tiếp tiêu diệt toàn bộ lính đánh thuê. Xong việc, anh ta mới định thần lại tiêm thuốc an thần cho giáo sư. Trong tức khắc, thế giới lại trở về bình thường, Logan vội vàng dẫn hai người rời đi. Nhìn người dân vô tội bị thương dọc đường, giáo sư chỉ biết liên tục nói xin lỗi. Trên đường bỏ trốn, đàn ngựa của một người chạy toán loạn, giáo sư liền dùng siêu năng lực rất nhanh đã gọi được đàn ngựa quay về. Để bày tỏ lòng cảm ơn, hai vợ chồng nhà Zioskia mời họ về nhà mình chơi. Ăn cơm xong, Logan cho giáo sư và Laura đi ngủ rồi cùng đi sửa ống nước với ông Win. Mờ sáng, giáo sư thấy Logan quay về liền áy náy nói rằng ông ta nhớ lại mình từng mất kiểm soát giết hại rất nhiều người và cuối cùng cũng hiểu sự đau khổ của Logan. Không ngờ đáp lại ông ta không phải là một lời an ủi mà là móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên tim. Đây không phải là Logan mà là một vũ khí giết người có tên X-24, bản sao của Logan.
Khi ông Win chạy về nhà lập tức bị X-24 hạ gục. Lúc này Logan cũng đuổi theo và hoàn toàn kinh ngạc khi thấy một người giống y hệt mình. Không màng Laura đang bị bắt, anh ta chạy lên tầng trước để kiểm tra tình hình của giáo sư. Khi anh ta xông vào phòng, giáo sư chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Khi Logan cứu được giáo sư ra ngoài, giáo sư đã không thể cứu chữa được nữa. Ông ta vẫn day dứt về kế hoạch ra đảo sống của hai người, cuối cùng rời khỏi thế gian bằng một nụ cười. Anh ta phẫn nộ gào thét như một con dã thú nổi điên, điên cuồng đâm vào người X-24. Nhưng X-24 giống như anh ta hồi còn trẻ. Bất luận là khả năng tự hồi phục hay sức chiến đấu đều rõ ràng hơn Logan một bậc. Chính vào lúc này, ông Win lái xe đâm bay X-24. Tiếp theo không nói không rằng nổ súng bắn bay não hắn ta. Khi ông ta quay lại định nổ súng vào Logan thì súng hết đạn. Còn ông ta cũng không cam tâm ngã xuống đất. Sau đó Logan bế Laura ra ngoài, dẫn theo thi thể của giáo sư nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, anh ta vừa rời đi, Donald đã đến mang theo huyết thanh để hồi sinh lại X-24. Đây có lẽ là thời khắc bất lực và đau đớn nhất của người sói. Anh ta tự tay mai táng cha của mình cũng là giáo sư X ở bên cạnh một hồ nước trong rừng. Nhìn Logan đau buồn, Laura nhẹ nhàng bước đến nắm vào bàn tay đang run rẩy của anh ta. Tiếp theo Logan nước mắt rơm rớm nghẹn ngào nói, nơi này có nước. Anh ta cầm sẻng điên cuồng đập vào xe như để trút hết nỗi phẫn uất trong lòng. Nhưng đập một hồi thì anh ta kiệt sức ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại, Logan phát hiện mình đang nằm trên một bản dòng dọc. Hóa ra nơi này chính là Eden, đây đều là những đứa bé dị nhân trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Nhìn những gương mặt ngây thơ của bọn trẻ, Logan lại lần nữa ngất đi. Để giúp Logan hồi phục, bọn trẻ tiêm cho anh ta một loại huyết thanh lấy được trong phòng nghiên cứu. Buổi chiều, Logan bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Laura vẫn âm thầm ở bên cạnh anh ta. Cô bé lấy ra viên đạn Adamantium mà Logan đã cất giữ hỏi thứ này dùng để làm gì. Logan nhận lấy viên đạn và nói với Laura chỉ có thứ này mới kết thúc được cuộc đời của anh ta. Nói xong lại lần nữa chìm vào hôn mê mà không biết Laura đã âm thầm lấy viên đạn đi. Sáng hôm sau khi Logan tỉnh lại phát hiện ngoài một lọ huyết thanh ra, nơi này không còn bóng dáng một ai. Bọn trẻ sớm đã khởi hành đến trạm tị nạn ở biên giới. Nhưng rất nhanh drone bay qua đỉnh đầu khiến Logan nhận ra chuyện không ổn. Anh ta lên nóc nhà, dùng ống nhòm nhìn về phía drone bay đến, quả nhiên lính đánh thuê đã đuổi theo bọn trẻ. Không hề do dự, Logan cầm theo huyết thanh điên cuồng đuổi theo. Nhưng chưa chạy được bao xa, anh ta lại ngã nhà xuống đất. Nhìn bọn trẻ bị bắt, Logan rút huyết thanh từ trong túi ra tiêm cả ống vào trong người. Trong chớp mắt, siêu năng lực khôi phục như ban đầu, người sói oai phong lẫm liệt đã quay trở lại. Đây là lần đầu tiên anh ta chiến đấu với danh nghĩa một người cha. Cũng là lần cuối cùng anh ta tấn công kẻ địch với tư thế một mãnh thú. Rất nhanh Logan đã tìm được Laura, hai cha con kề vai chiến đấu, tiêu diệt hết đám lính đánh thuê. Nhưng tác dụng của huyết thanh rất ngắn, chưa bao lâu, Logan lại lần nữa cảm nhận đau đớn và kiệt sức. Chính vào lúc này, Donald bước đến, nhìn Logan yếu ớt, ông ta cười nhạo nói ra sự thật. Hóa ra sở dĩ không còn có dị nhân mới ra đời là vì ông ta đã bỏ một loại thuốc giết chết gen dị nhân vào thức ăn của con người. Ông ta tự xưng mình là công thần của loài người, thông minh tuyệt đỉnh. Có điều một người thông minh như vậy lại không ngờ rằng Logan biết dùng súng. Thấy Logan đánh bại Donald, bọn trẻ dị nhân lập tức phản công, liên tiếp tiêu diệt những lính đánh thuê còn lại. Không ngờ, Pierce đột nhiên thả X-24 ra, chỉ mới chạm mặt nhau, Logan đã bị đánh cho ra bã. Thấy Logan ngã xuống, Laura không hề nghĩ ngợi nhiều xông lên hận không thể băm đối phương thành nghìn mảnh. Nhưng kẻ địch là X-24 lớn mạnh, Laura không phải là đối thủ. Chính vào lúc này, một cậu bé có thể điều khiển kim loại, khống chế chiếc xe bọc thép cho X-24 nếm mùi bánh kẹp. Nhưng Logan biết như vậy cũng chỉ có kéo dài thời gian. Anh ta bảo bọn trẻ chạy đi trước, mình sẽ ở lại cắt đuôi. Khi quay lại, X-24 đã thoát khỏi chiếc xe lao đến. Hắn dùng móng vuốt đâm vào vai của Logan rồi kéo một đường, cuối cùng ghim Logan một khúc cây. Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Laura đã dùng viên đạn Adamantium bắn bay não của X-24. Khi đến bên cạnh, lúc này Logan đã không thể cứu chữa được nữa. Trước khi chết, Logan dặn dò Laura với tư cách là cha, bảo cô mau chóng rời đi. Và nói với cô tuyệt đối đừng biến thành bộ dạng mà họ mong muốn. Cuối cùng anh ta đã nhắm mắt lại rời xa mọi người mà không còn gì nuối tiếc. Cuộc đời của Logan đã trải qua quá nhiều đau khổ. Từ vô tình giết hại cha ruột của mình, đến tự tay giết chết người mình yêu nhất. Cuối cùng nhìn người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Có lẽ đối với Logan mà nói, cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Kết phim, bọn trẻ dị nhân cùng chôn cất Logan. Trước khi rời đi, Laura đặt hình chữ thập thành hình chữ X. Đây không chỉ đại diện cho sự hạ màn của một thế hệ X-Men cũ, đồng thời cũng tượng trưng cho sự ra đời của một thế hệ X-Men mới. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.